Ê, bây giờ mình về tới ngay chỗ công ty Du Lobster. Du đây là làm nha, nhưng mà tiếng Việt Nam có nghĩa là đổ, là mang cái họ đổ của người Việt Nam mình. Đây là công ty của người Việt Nam mình làm chủ, được thành lập cách đây 8 năm, tức là từ năm 2008. Ở nơi đây, toàn bộ khu vực này là của người Việt Nam hết. Đây là công ty duy nhất người Việt Nam nha. Tất cả lobster, tức là tôm hùm, khi đem vào đây sẽ được rộng như thế nào, chứa như thế nào, cất giữ bảo quản như thế nào, để từ đó phân phối khắp nơi trên toàn thế giới. Mời các bạn theo Việt Thảo vào xem nha, để mình coi biết được về cái con tôm hùm của Nova Scotia được phân phối như thế nào. Alright, go. Đây này các bạn xem đây. Đây chỉ là một trong những hồ chứa ở tại Du Lobster. Cái hồ chứa lobster này đó, các bạn nhìn ở đây đó, tưởng tượng là bao nhiêu con lobster. Hiện giờ nguyên cái hồ chứa này nhỏ nhất nha, mà nó lại chứa trên 300.000 pound lobster, tin không? 300.000 pound lobster tương đương với khoảng 150.000 kilo lobster. Con lobster như thế nào mà nhiều như thế này? Thấy cái hồ nhỏ, thực sự cái chiều sâu từ đây xuống dưới là 8 feet, nó khoảng 2 thước 4. Và từng chồng những cái thùng đựng lobster như thế này. Đó các bạn thấy không, nằm sắp lốp gì nè. Nhiều ghê không? Đây là con lobster chính cống của Nova Scotia, là dùng nước lạnh. Tôm thiên nhiên nha, tôm ngoài biển, không phải là con tôm được nuôi trong farm hay là trong trại. Cái nhiệt độ lúc nào cũng khoảng là 2 độ C. Tại sao giữ nhiệt độ lạnh như vậy? Thì con tôm đó nó nằm sắp lốp ở trong cái tình trạng như là ngủ vậy, được giữ yên đó. Cái nhiệt độ lạnh làm cho cái shell, tức là cái vỏ của con tôm lúc nào cũng cứng, nó không bị mềm. Tại vì nếu nhiệt độ ấm hơn thì cái vỏ bị mềm đi, nhân con tôm nó yếu đi. Cái thứ hai nữa đó, khi con tôm ở nhiệt độ 2 độ C đó, nó ở trạng thái như là ngủ. À, nó không có cọ quậy. Chứ nhiệt độ ấm hơn nha, làm cho nó đói bụng. Mà đói bụng thì kiếm ăn, mà nó không kiếm ăn đâu là con này nó cắn con kia. Cho nên có đôi khi đó, mình dở là mình thấy có con đứt đuôi nha. Con đứt càng, có con bị đứt đầu, là nó gặp tối nó ăn đó thôi, mặc dù hai cái càng đã kẹp rồi. Dạ. Đặc biệt con tôm này đó là của Nova Scotia, mà không có pha trộn bất cứ một giống tôm nào khác. Là tại vì những tôm ở nước ấm hơn đó, nó không có bền, nó không có sống lâu hơn cái tuổi thọ bằng con tôm ở đây, và cái thịt không chắc bằng. Cho nên khi ship đi thì những con tôm nó dễ bị chết, mà khi chết là thiệt hại cho công ty. Đó là lý do tại sao mà cái công ty Du Lobster dùng hoàn toàn tôm ở tại Nova Scotia và Scotia, và đặc biệt đây là tôm thiên nhiên. Ok, rồi bây giờ đó, đây chỉ là một cái hồ nhỏ. Tổng cộng số lobster hiện giờ ở tại Du Lobster là, tính cho tới ngày hôm nay nghe, là đã trên 2 triệu pound lobster ở tại khu vực này. 2 triệu pound tương đương với gần 1 triệu kilo lobster, đủ cung ứng cho toàn thế giới trong một thời gian dài. Mà trong khi tôm gửi đi là tôm khác vô nữa. Đây là một trong những công ty lớn nhất của người Việt Nam làm chủ ở tại nơi đây, duy nhất nha. Và đặc biệt năm 2015 đã được các hãng hàng không công nhận đây là nơi chuyên chở lobster nhiều nhất trên thế giới. Wonderful. Bây giờ mình qua bên kia mình coi một cái dây chuyền đóng thùng như thế nào, gửi làm sao nha. Oh, good go. Thì bây giờ thì các bạn thấy rõ ràng phải không ạ, sinh hoạt của cái khâu đóng thùng gửi đi trên toàn thế giới như thế nào. Cái con tôm hùm ở tại Nova Scotia, đầu tiên đó là người ta vô trong cái hầm chứa lobster, nơi đó đã được phân loại là con lobster 1 pound để riêng, 1 pound rưỡi để riêng, 2 pound để riêng, 2 pound rưỡi để riêng, đúng không nào? Thì theo cái order là con lobster size số mấy người ta sẽ vô thùng, và mỗi một thùng như thế này là nặng 30 pounds. Nhưng mà bao giờ cân cũng vậy, cân trừ hao trên 30 pounds. Rồi, con lobster đó ở trong thùng phải được sắp
sắp theo thứ tự nha, nằm cho nó ngay ngắn. Tại vì con lobster mà nằm không ngay ngắn đó, nó sốc, con này chỏi con kia đó, nó sẽ bị chết rất nhiều. Còn nếu mà nằm ngay ngắn thì nó không bị chết. Và lobster trong thùng này có thể sống được hơn 72 tiếng đồng hồ. Mỗi một thùng có 3 cái shell pack mà người Á Châu gọi là cái ice pack đó, để giữ cho độ lạnh ở trong cái hộp này cho con lobster sống lâu. Các bạn thấy không? Thì bây giờ đây là con lobster, phải nói rất rõ nha, chánh gốc thiên nhiên ở tại tỉnh Nova Scotia của Canada, nổi tiếng trên toàn thế giới. Bây giờ các bạn nói rằng tôi muốn ăn con tôm hùm này, muốn ăn con lobster này, làm sao có được? Dễ nha. Trước đây đó thì không có gửi đến tận nhà, nhưng bây giờ có nha. Từ khi Việt Thảo đến đây rồi, đề nghị gửi đến tận nhà các bạn luôn. Cho dù bạn ở Nam Mỹ, bạn ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Việt Nam, hay là ở Á Châu, ở Âu Châu, bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, sẽ gửi đến tận nơi cho các bạn. Các bạn muốn order dễ lắm, vào ngay cái địa chỉ, gửi thơ về, hay là vào ngay cái địa chỉ này dulobster@yahoo.com. Nơi đó các bạn sẽ biết luôn số điện thoại để liên lạc. Dễ không nè? Du là làm á, du là họ đổ nha. dulobster@yahoo.com. Đây là cái công ty nổi tiếng nhất ở đây, là nhờ vào cái quality của lobster. Alright. Rồi, bây giờ có một cái câu hỏi đặt ra. Trong trường hợp tôi mua lobster về, tôi làm cái gì ăn? Trong trường hợp bạn không đi nhà hàng được, ở nơi đó không có lobster này. Dễ lắm. Bây giờ đó, ngoài những cái món ăn mà Việt Thảo ăn ở nhà hàng, với các bạn đã thấy, bây giờ nha, Việt Thảo bày một số món ăn mà Việt Thảo chế ra, để coi nếu mà quý vị thấy cái nào thích hợp, dễ làm, thì chúng ta làm ăn ở nhà nha. Ok, let's go.